Kênh Chợ Đầu Mối Phong xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình đi mua cải làm chua này quý vị. Cải làm chua để mình tặng bếp cơm từ thiện quý vị. Mình cũng dành một ít cái tiền YouTube đó quý vị. Lấy 50 kg đi. Đâu con lấy đâu ta? Lấy cho 50 kg này coi. 5.000 ký quý vị, cải làm chua 5.000 ký nè, cải lấy 50 ký đi. Vô 30 hả chú? Vô 30 năm bao rồi. Hả? Nay cải làm chua còn mấy cái đồ kia mấy hôm bữa ấy nay đổi món. Chú ấy là tôi vô bên đây tôi ủng hộ bạn rồi. Cái gì đây 5.000 hả? Vừa heo. Sủ hào hả? Sủ hào được nè. Quất hết sào đi. Quất hết đó cho tôi đi anh Phước. Và chua dưa leo quất hết luôn đi. Dưa leo 5.000 luôn anh. Dưa leo 5.000 luôn hả? Rồi vậy bán luôn đi. Cốt cán luôn. Cốt mà. Tôi với Tâm ổng cưới xum đồ tối gà cà phê chứ đâu. Bạn cà phê mà. Bạn cà phê. Còn bên đây nè, bên đây là Thận. Mà nè, Thận nó dài rồi. Trời ơi. Chiến hữu không á bạn, không á. Quất hết luôn. 5.000 ký quất hết luôn đem đi cho bếp cơm từ thiện. Cái đó có chị còn hả? Bây giờ anh Râm biết sao cái dưa leo với su hào này chỉ để lâu được không Râm? Cái này cà 6.000 có để cũng lạnh rồi vậy. Có nhiêu này ta làm mấy hậu su hào này xào chảo bột cũng hết mẹ rồi, có 20 kg vô này mấy chục này. Mình cũng dành cái phần tiền nho nhỏ ra để mình ủng hộ bếp cơm từ thiện quý vị. Và bây giờ này là trưa nha quý vị, 10 giờ trưa. Tôi đang mê cải gai 3 kg 10.000 kìa. Ba ký 10.000. Trái su 7.000 đồng ký nha quý vị. Cà 12.000 đồng ký, ớt chuông 15.000 đồng ký, ớt chuông đẹp 20.000 đồng ký, cà 10.000 đồng ký, 6.000 đồng ký nghe quý vị. Đi làm hồ á. Khổ qua 10.000 đồng ký, cà tím 15.000 đồng ký, rồi bông xanh 30.000 đồng ký, bông trắng 20.000 đồng ký, củ cải trắng 10.000 đồng ký, củ cải đỏ 13.000 đồng ký, khoai lang tây 18.000 đồng ký, môn cao 20.000 đồng ký, tỏi Trung Quốc 42.000 đồng ký, hành Ấn Độ 20.000, tỏi Trung Quốc 42.000 đồng ký, nói nhầm, mớp 15.000 đồng ký, bí xanh 13.000 đồng một ký. Đó cái giá đó cái gì, nãy giờ mấy anh đây chứ đóng hàng kịp cho mình luôn. Mình cứ ở đây mình cứ quay video mình kiếm tiền YouTube rồi mình có tiền để mình làm cái gì, việc thiện nguyện theo ý thích của mình quý vị. Và video này không với cái mục đích là kêu gọi quyên góp để làm từ thiện nha quý vị. Cái đó là hoàn toàn kênh Chợ Đầu Mối không có nhận bất kỳ ai và không kêu gọi quyên góp với mọi hình thức nha quý vị. Mình làm quý vị, của mình làm không liên quan tới ai cho nó khỏe nha quý vị. Mình có ít thì mình làm ít, có nhiều mình làm nhiều quý vị. Không quy quy nữa. 10.000 ba ký đâu à? Ông Phước mua giùm tôi 10 ký ông Phước. 10 ký cải gai 3.000 ký kêu giùm ai giúp giùm mấy bạn. Giúp giùm bạn mua giùm tôi đi. À biết đâu 10.000 ba ký ra ông sầm á. Ai cũng bán ở đây
và anh Phước mua giùm. Thì anh bạn coi vậy chứ mình cũng quen, mình quen chợ quý vị, chứ còn mà quen theo kiểu như quen như anh bạn của mình thì chắc không không quen đó. Thấy gài, phải nhờ anh coi vậy chứ mình đi quay video khó lắm. Rồi đó đó hả? Đây phải không, tôi phải nhờ anh bạn anh mua giùm đó quý vị. 3 kg 10 ngàn, 10 kg là 30 ngàn cải gai. Rồi cái kia nó đẹp hơn kìa, 5 ngàn đồng ký cải gai nha quý vị. Xà lách gai á, xà lách búp 15 ngàn đồng ký, cải cốt 10 ngàn đồng ký quý vị. Nè có nhiều người hỏi cái này nè, 10 ngàn đồng nè, cái cần tàu quý vị. Cần tàu 10 ngàn đồng ký, trời ơi, coi nó đẹp. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. 10 ngàn đồng, ngò rí là 10 ngàn đồng 1 ký luôn á hả? 10 ngò rí 10 ngàn đồng 1 ký. Đây là quý vị. Đủ rồi hả chị? Còn bịch anh đây. 2 bịch hả? Để mở cho ta cái chị. 30 ngàn phải không chị? 30 ha, để tôi lại tôi chắc đầu lên cái tôi ghé đây tôi chở 2 bịch này. Bỏ đây nha chị. Không có mua rồi, có mua dưa leo đẵng rồi chị, có xài hết đó nhưng mà mua cho mà. Cải bó xôi đó nhiêu ký vậy chị? Cải bó xôi 20 ngàn đồng ký quý vị. Này là mình mua hàng, mình gửi hàng cho cái bếp cơm từ thiện nha quý vị. Mình thấy cái bếp cơm từ thiện của một ông thầy trị bệnh hay quá, rồi mình ái mộ quý vị và muốn ủng hộ cái bếp cơm đó từ thiện quý vị. Thầy cho bếp cơm chay từ thiện rồi, để đây nha chị, chút nữa tôi lại tôi lấy tôi trả tiền, tại giờ mắt đang quay, đang quay video rồi. 8 ngàn loại đẹp nè quý vị. Ô dưa cà bét 20 ngàn quý vị. Nói chứ xả nha quý vị, xả cây lúc nào cũng 8 ngàn 9 ngàn 10 ngàn, chớ bao giờ mà thấy xả cây nó rẻ nha quý vị. Nó đã vậy á. Hành lột 35 ngàn luôn kìa quý vị, hành lột 35 ngàn ký, 30 ngàn đồng ký. Mấy anh kia thì đó đó, bạn nè, bạn nào hiểu ý tôi nhất luôn á, bởi vì bắt bầu với anh Phước tôi là không có làm. Phải anh Phước, biết sao anh Phước, biết sao không? giờ để tôi leo lên xe trước đi, tôi leo lên. Chạy đi phải thoải mái phải không? Dính dáng nè. Ôi mớp hương 15 ngàn đồng 1 ký quý vị. Bí xanh 15 ngàn đồng 1 ký, cà bắp 10 ngàn đồng 1 ký. Trả tiền quý vị. Mua 50 ký cải đó, chị đó đang chắc quý vị. Cà chua có 6 ngàn đồng luôn. Bà chủ kêu hốt cho bà mới mà mình mấy bữa mình có gửi thì chứ. Rồi quý vị, giờ nay mình không mua cà nữa, mình mua cái loại khác quý vị. Thật ra mình mới phát sinh mình mua cải gai đó quý vị. Mình phát sinh mình mua cải gai. Rồi mục đích của mình là vào đây để cập nhật cái giá, tình hình cái giá nông sản á. Những cái mặt hàng nào mình có thể thấy, mình có thể review rồi đọc nhanh qua để cho khán giả của mình nắm bắt được đó quý vị. Bí cô tiên, bí cô tiên có 15 ngàn đồng ký rồi. Quý vị biết bí cô tiên không? Cái trái nó giống như là cái trái bí đỏ mà nó còn non, nó nhỏ nhỏ quý vị, gọi là bí cô tiên, nó bong bong á, 15 ngàn đồng ký hiện tại nha quý vị. Còn cà chua 12, rau 12 ngàn, rau nhiệt tình luôn quý vị. Và đu đủ là 8 ngàn đồng 1 ký nha quý vị. Bí 9 ngàn đồng 1 ký là ra làm trong bịch nha quý vị. Thì nó ngay ở đây á, đồ nhiều loại là bí cô tiên bên này. Chưa xong hả chị?
nè, bí cô tiên là cái này nè quý vị, 10.000 luôn đó, bí cô tiên á, bí cô tiên à, bí nhật á, bí cô tiên 10.000 đồng luôn. Thì quý khách hàng xa gần á là mình quay video á là hoàn toàn thực tế, vì đây là cà bét nè quý vị. Thì mình bên mình có dịch vụ đi chợ hộ quý vị, bà con xa gần ở trong nội thành đi chợ hộ cứ muốn mà mình mua hàng tại chợ đầu mối không mong mình ship đến nhà đó quý vị. Phí ship, phí ship là 3.000 đồng cho một ký hàng hóa, nhưng quý vị mua tối thiểu là 50 ký thì phải chuyển tiền trước cho mình á, mình mới nhận đơn mình đi mua hàng. Và mình mua ở đây với giá nào là mình tính bà con khách hàng cái giá đó quý vị, tại vì mình đã lấy cái tiền ship rồi, tiền phí vận chuyển rồi quý vị. Thì cứ an tâm, cứ ha, ở trong đây mình mua 7.000 tính 7.000, 15.000 tính 15.000 đó, nó vậy đó quý vị. Thằng bí này 10.000 tính 10.000 kiểu vậy đó quý vị. Thì cái số điện thoại trên màn hình video á, cái số điện thoại trên màn hình video là cái số điện thoại của mình đó quý vị. Cứ liên hệ á, mua bán trực tiếp với mình nha quý vị, cứ liên hệ đó. Còn mình mua là đủ 50 ký không, chắc dư quá hả, hả đủ hả, hả đủ 50, mua 50, không đủ 50 mua 40 đó, chứ người ta còn đóng nguồn 100 ký coi. Bà nói liền không, mình chưa kịp nói là mình chưa kịp nói, bà nói liền nó 100 ký gói được, nó 40 ký 50. Bán hàng mà nhanh miệng nhanh mồm lắm quý vị. Cứ gọi cho mình nha quý vị. Bà con ở trong khu vực nội thành á, muốn mua đồ tại chợ đầu mối không ngon, một cách là giá trực tiếp, bà đi gọi điện thoại cho mình. Cái số điện thoại trên màn hình video đó, vô đây nè, bầu bí, mớp, dưa leo, khổ qua gì đầy đủ hết. Cứ giá nào là mình chở cho bà con giá đó, nhưng nhớ là phải chuyển tiền trước mình mới nhận đơn nha quý vị. Và mua tối thiểu phải 50 ký, tại vì cái phí đi mua hàng nha quý vị, trưa nắng căng trang nè, còn phải chở đi nữa quý vị. Chở đi nhiều khi quý vị anh chị em ở quận 3, quận 1, quận 7, quận 8, quận 6 gì đó, xa lắm quý vị, đây xa sợ Hóc Môn lắm rồi á, mình đi xuống dưới là cái phí của mình á phải 150.000, là tối thiểu là 50 ký mình mới hoạt động được nha quý vị. Chứ còn nó vài ba ký thì kêu mình chở là cái đó là không có chở, nhưng vậy thành ra là mua tối thiểu là 50 ký là vậy quý vị. Cắm với chị mới có 4 hả, rồi nữa đi, cố lên. Rút đài bận quá hết cọc ơi, chứ anh Phước chứ anh Trâm được à, còn mình còn Trâm đâu, ổng gọi tối nào cũng nhậu hả. Ừ. Bạn bè không có gì ở chợ mà quý vị, rồi cũng bạn bè cà phê pháo tối ngày vậy đó. Coi vậy chứ mỗi người có cuộc sống riêng rồi, mình hỏi mình phải mua hàng mình hỏi thì bạn bè nó trả lời, không có sợ nhiều khi chủ không có rầy quý vị. Bạn mình cũng dạng làm công cho vừa đó quý vị, thì đồng ý cũng thương mình, nãy mình muốn trả lời mình, nhưng nhiều khi cứ hỏi hoài không mua gì á, thành ra nó mình cũng cần có cái người mua hàng quý vị, để mình vừa mua hàng mình vừa hỏi để cập nhật giá cho bà con á, khán giả gần xa được biết tại giá cả tại chợ đầu mối Hóc Môn là vậy đó quý vị. Ơ xin chào. Mua đó hả? Ok rồi, bí hồng ý khoai tây hồng muốn gì, khoai tây hồng á 33.000 đồng ký nha quý vị, khoai tây mà màu hồng hồng á 33.000 đồng ký, đang ở giữa 24 đang bán quý vị. Rồi video này cũng quá dài quý vị, mà chị này chỉ chặt cải chưa xong quý vị, chờ chị xong cái video này. Xin chào.
tôi đưa cái hình ảnh này nó lên để cho vợ nhỏ không nó thấy anh Phước cực à. À, giỏi không? Ờ à, khiêng vậy đó hả? Ờ à, cái vựa anh Phước cà đỏ đẹp lung linh luôn quý vị. Quý vị bằng lái xe. Quý vị mua cà chua cứ gọi mình xem quý vị cà chua kìa, đỏ không? Lung linh luôn. Vậy chứ mình đứng ở ngoài đây nè, mình quay mấy đường nha quý vị. Chứ mình đứng ở đó cũng che chỗ buôn bán của người ta đó quý vị. Rồi vậy chứ cũng ngại lắm quý vị. Rồi tình hình á như là mình cập nhật muốn hết rồi quý vị. Ờ đậu que 24.000 đồng ký nha quý vị, 20.000 đồng ký, 24.000 đồng ký tùy theo loại nha quý vị. Đậu que đó đây nè. 20.000 đồng ký, 24.000 đồng ký quý vị. Khoai tây Trung Quốc 18.000 đồng ký, khoai tây hồng 33.000 đồng ký quý vị. Rồi, đủ loại hết. Xong chưa chị ơi? Tôi mỏi tay lắm rồi. Anh đã chờ tôi chào không mà không đâu nhớ tôi. bạn kế nha. Lái về ở kế nhà đi mua hàng. Rồi nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả video tiếp theo. Bye bye.